Mình xin chào mấy bạn và xin chào Hòa Toàn Hải và anh chị em thân mến trên trang mạng YouTuber của Nguyễn Tấn. Một buổi sáng và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Và hôm nay thì mùng 2 Tết thì Nguyễn Tấn thì cũng gửi những mấy anh chị em mình bữa mùng 2 Tết và dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý và mình kiếm thật là nhiều tiền và mình có bước tiếp lên nữa thì con đường và nó thành công trên trang YouTuber. Thì hôm nay thì bữa mùng 2 Tết thì Nguyễn Tấn thì cũng có đôi lời thì chia sẻ cho những mấy anh chị em mình hay và thông tin. Bây giờ là hiện nay là bên mà thiền âm bên bờ vũ trụ thì hiện bây giờ là cũng đang mà lặn xuống và nam chủ tiểu ông chủng bây giờ cũng đang lặn xuống và những và các chư thầy trong chổng thì cũng đang lặn xuống. Thì những các chư thầy trong chổng và thầy ông nội trong chổng nhưng mà họ cũng đang lặn xuống nhưng mà họ không bao giờ nói chuyện gì, họ không bao giờ nói chuyện của ai hết, họ yên lặng là sự là nó mà yên tĩnh. Nhưng mà những ngày qua thì cũng mà có các mà nhiều người nhưng mà tối ngày thì nó đi mà nó moi móc chuyện ra, họ đứng lên và giờ mà quạch lá là nó tìm sâu đó. Là những thông tin đó tối ngày là nó bị đặt là nó xuyên tạc là nó quy chụp cho những mà nam giới tiểu nó, tại vì thông tin đó là hoàn toàn là nó không có đúng nhé. Bây giờ mình cũng gửi cho những mà mấy bạn nhà YouTuber hiện nay thì cũng đang mà làm bên nam giới tiểu này đó. Thì mấy bạn thì đừng có mà quy chụp cho nam chú tiểu đó nữa, tại vì á nam chú tiểu này là con nít, là con nít á là không có tội, tại vì con nít là không có tội, nhưng mà mấy bạn đừng có gắn ghép cho họ như thế nào. Thì mình thấy là nam chú tiểu này á là một cô cha một cô mẹ rồi từ nhỏ đến lớn rồi đó. Họ là xem là rất là một cô cha mẹ, như là mình phải thương có lòng bao dung và tự dạy cho họ. Thì năm chú tiểu này thì một cô cha mẹ rồi đúng không à mấy vậy, nhưng mà có những người thì họ tối ngày đem năm chú tiểu này ra rồi đặng nói kia đồ và cái hay thì rồi nói xấu thầy ông nội, rồi nói xấu những mà mấy người trong chổng nó tu đại gia, tại vì mình thấy những mấy người này là nó không có đúng, nó hoàn toàn nó không có đúng cho mình, đi ngược lại những cái gì mình nói. Tại vì những người đó đó là tối ngày là quạch lá là nó tìm sâu đó. Tối ngày moi móc chuyện ra không à. Tại vì Nguyễn Tấn thấy rằng thì những mà bạn bè YouTuber đó thì mình phải nhìn lại những gì mình nói và những gì mình làm và thấy hay muốn biết về cái sự thật thì mình phải tìm hiểu cho đúng sự thật và mình phải đến nơi và mình phải nói đến chỗ tìm những thông tin cho đúng, chứ mà đừng mà có ở nhà mà xem những mà một đoạn video nào đó hay là xem những mà một trang kinh YouTuber nào đó mà không đúng sự thật rồi đưa lên mạng rồi chửi bới người ta rồi nói xấu người ta đó. Thì những người đó là làm như vậy là nó sai trái hoàn toàn, đi không bao giờ đúng và cho mình lắm. Tại vì những người đó tối ngày là không, tại vì ăn rồi ngồi ở không mà tối ngày đi mối móc chuyện đề tư của người ta mà bây giờ thầy ông nội đã lặn xuống rồi và năm chú tiểu cũng đang mà lặn xuống rồi đó. Bây giờ người ta đâu có nói mình gì nữa đâu, tối ngày tự nhiên sao mà đem mà chuyện của người ta đem ra mà nói làm gì mà đúng không. Những người đó là những người mà không có đúng, những người đó hoàn toàn là nó sai trái những gì là mình đang làm. Bây giờ mình cũng gửi cho những mấy bạn đó thì mình phải tìm hiểu cho đúng nguyên do bên thiền âm bên bờ vũ trụ như thế nào
đừng mà ghét ghét người ta rồi cái thì đoạn video này mình kết thúc, nhưng mà mình cũng gửi đến những mấy anh chị em mình và trên trang YouTuber và những mấy bạn những ngày qua và luôn luôn và ủng hộ vô Tấn. Máy bay mấy chị nghe, bay chúc một sáng là để sẵn đầy quà hạnh phúc.